Hello, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em đã quay lại kênh Nam Thành Quân. Video này thì bên em sẽ lên cho bác một số sản phẩm đồng hồ tím nha bác nha. Thì em sẽ lên cho bác vài con cơ nam nha bác, vài con cơ nam có cơ cốt, có auto, có và nó nhiều màu mã, nhiều cái model khác nhau, nhiều cái thương hiệu khác nhau nha. Đấy. Thì trên tay của Hùng đang cầm là một con Citizen rung reo. Đấy, cực kỳ là đẹp nha bác nhá, cực kỳ là đẹp. Con này là con Citizen Alarm nha bác, mặt trái ti, mặt hai lòng nha, mặt hai lòng trái ti. Con này là bố kim, có cái kim mà có mũi tên này. Đấy. Là cái kim rung reo báo thức nha. Còn ba kim còn lại là kim da, kim phúc và kim giờ. Cọc cọc nó là đây, các nhìn cọc của nó này, nó vàng ươm luôn, nó vàng và nó bắt sáng cực kỳ là tốt nhé, cả kim cả cọc. Đấy, còn cực kỳ là mới, độ mới của con này thì phải gọi là cực kỳ cao nhé. Hai nấm nó đây, nấm là nấm sinh nha bác nhá. Nước vàng nó là còn nguyên mọc nhé, nước vàng là còn nguyên mọc nguyên bản rất đẹp nha. Dòng dòng này thì nó chạy cót nhé, nó chạy cót. Đó thì trước em đã có tháo ra rồi, có tháo ra rồi. À, con này thì chạy cót chứ không là auto nha. Nhưng giờ thì nó chặt quá, giờ cái nắp đít nó cực kỳ là chặt nha, tháo không ra, nắp đít nó cực kỳ là chặt, tháo không ra. À, con này bọc vàng 20 micron, đáy SS, đáy SS này, bọc vàng 20 micron nha, sư của B. À, nhìn càng nó còn cực kỳ đẹp nha. Citizen 17C mặt hai lọc cực đẹp nha. Rồi các bác lên cho em con này là 6.500.000 nha, 6.500.000. Con này size lớn, size 37 nha bác nha. Đấy, size con này này. Đó, size 37 này. Đó, size 37 nha bác nha. Đó, chưa tính nấm. Size 37 chưa nấm. Xe to nha. Đấy, đây là cố vặn cái nắp ra này mà nó không vặn được, nó trật, nó làm một đường xước này. Chứ còn về nghiên bán nó này, cái nắp đít nó đẹp lắm. Mà 6.500.000 nha bác nhá, 6.500.000. Bác nào chốt con này thì alo em nha. Citizen Alarm dùng reo 6.500.000, size 37. Rồi em lên cho bác là một con mạch huyết nhé, mạch huyết mạch lửa. Đấy, con này là con bom bon tê, nói chung là cái tiếng thụy sĩ nó khó đọc. Đấy, cái con này là 17G nha, hàng thụy sĩ nha bác nhé, hàng thụy sĩ. Con này là kính có lúp, kính có lúp. À, một lệch góc 3 giờ, kim cọc là vàng ươm. Đấy, còn rất đẹp nha, bạch sáng tốt. Nước vàng con này thì khối bê chê, nước vàng là không, tất cả tăng càng là không màu vàng miếng nào nha bác nha, rất đẹp nha. Đấy, cực kỳ là đẹp nha. Con này size của nó là size 34, size 34 nha. Đấy, đại bác xe 34 nha, tính luôn nấm là 36, luôn nấm là 36 nha. Con càng ôm rất ok nha, nước vàng là con nguyên bạc nguyên mọc. Đấy, SS nha, đấy SS. Con này thì em tháo máy cho bác xem. Đấy SS này, switch max này, switch max này, max này. Đó. Con này là cơ lên cót nha bác nhá. Cơ lên cót một lực nha. À, switch 17G. Đấy, máy đã lâu vào canh chính, hoạt động ok, chuẩn chỉ hết cho bác rồi. 17 chân kính, máy còn rất là mới và đẹp nha. Đấy.
Cưa lần cót nhé. Con này em xem lịch nó là lịch con lịch 24 nha bác nhé, lịch 24 đó, bạch huyết cực kỳ đẹp nha, nước bằng. Và bác nào yêu thích bạch huyết thì lên cho em mã con này. Con này size 34, con này thì em để các bác giá là 3.900.000 này, 3.900.000 nhé, size 34, 3.900.000 đó. Rồi em lên cho bác làm một con mặt đen bao công. Đấy, mặt đen bao công. Đấy, tránh có đỏ có đen có nha bác nhé. Đó là một con mặt đen bao công. Một con mặt đen nha. Citizen Calendar Barshop 23 Jewel, một lịch cấp 3 giờ nha bác nhé. Mặt đen. Kính nó thì do em lau cái khăn nha bác. Lau cái khăn nó bám bụi mà, nên là nó có cái dấu trời này, thì em sẽ đánh lại cho cả bác nhé. Em sẽ làm sạch lại cái dấu xước xước nhỏ nhỏ này. Đấy, em làm đẹp cho hết cho cả bác luôn. Đấy, cái nước vàng là còn cực đẹp nhé, không màu vàng nha bác, nước vàng là còn mới ken như thế này, nấm nó này, nấm dinh nha. Còn quá mới, con này size rất mỏng nhé. Con này cơ kết bọc hoàn toàn thân Citizen Highline Death CGB, con này bọc tầm 20 micron, quá đẹp, nước vàng còn cực đẹp nha. Đấy nó này bác. Đây, các bác nhìn cái mặt đen nó đẹp không, mặt đen mà kim là kim vàng, cọc vàng, nên là khi mà nó nhìn vào nó rất là nối, cho nên là đen là nhìn nó cực kỳ là sang, cực kỳ sang. Và các bác đeo mặt đen vào nó rất là nam tính, mạnh mẽ luôn. Đấy, một lần có 3 giờ nha. Con này size nó là size 35 nha, 35-6 nha, 35-5 chưa tính nấm nha bác nha, cả nấm là 37-9 gần 38. Rồi, con này để em xem tháo máy cho bác xem. Con này cái nắp đáy nó cứng quá bác ơi. Không tìm thấy cái chỗ mà tháo máy. Mấy con này thì đẹp thôi. Bao đẹp cho ra bác và bao lâu dầu cánh chính hết rồi nha. Thì khi mà lau dầu cánh chính thì thợ họ ép lại rất là chặt, nên là khi mà tháo ra nó rất là cứng, mà cố tháo thì nó sẽ sợ nó bị tròi xước cho mấy, mà vàng nó tròi xước thì thôi không làm gì được. Cái SS tròi xước thì quá có thể mà đánh bóng lại được, chứ còn vàng thì tròi xước thì không thể đánh bóng lại được nha. Nên là các bác thông cảm, cái nào tháo được máy thì em sẽ tháo cho các bác xem. Đã lau dầu cánh chính rồi và cực kỳ là đẹp nha. Con này size 35-5 nha, size 35-5. Con này thì em để các bác giá là 3.900.000 nha, 3.900.000 size 35-5. Quá đẹp, một lịch nha, của nhà Citizen. Rồi nãy giờ là lên toàn ba con cót nha, thì giờ em lên tiếp cho các bác là một con auto của auto. Con này là con Senko Matic nha bác nha. Senko Matic mạch hai lòng cực đẹp nha. Con này là nó đẹp không tì vết. Không tì vết nha bác nha. Dòng 30 JBL là dòng đời cao, đời mấy
để máy auto đời 30G, 30 chân kính đời cao, máy nó rất là mạnh, chạy cực kỳ là mượt cho nó chứ. Và đây bác nhìn cái nước vàng này, nước vàng nó là từ gốc cạn càng này, cho đến liền, các bác nhìn nước vàng là cực đẹp nha. Đó. Quay rõ cho bác xem luôn, nước vàng nó là khối chơi không có điểm trừ, cái mặt nó không vậy nha, Syncomatic, con này auto nha, mặt hai lòng nữa, quá đẹp. Đấy đó, đấy nó là không có trụ chê luôn. Này, con này thì em xem nó có tháo máy được nha, con này tháo máy được các bác, tìm thấy cái lỗ nó là tháo được, còn cái mấy con mà tìm không thấy cái lỗ là không bao giờ tháo được. Đó. Máy vàng Senkoa 30 GV, dòng 30G máy vàng cực đẹp nha bác, 30G máy vàng quá đẹp luôn. Automatic con này size lớn, size nó là 36 đó. Ngồi trong nắp nó chuyện này, EGB ra băng, 30G máy vàng đẹp keng, nước vàng là khối với chơi nha, nước vàng không chơi thì điểm nào được. Con này nấm nấp, nấm nó nấp trong cái niềng này, khi các bác là đeo cái mặt này nó không thấy nấm nữa nha. Đó, dòng này là auto, nó không có tích cót nhé, nó không có tích cót phụ, nó không có lên cót phụ đâu, auto, automatic, quá đẹp, size 36. Con này các bác lên cho em giá là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 200 ngàn, size 36 nha, mặt cực đẹp nha, size 36 mặt lớn nha các nha, những con cơ cổ mà size 36, 37 là mặt lớn rồi, 345 là mặt trung bình, và 32, 33 là mặt nhỏ nha. Đó, mặt nhỏ thì tầm 32, 33 là nữ đeo, hoặc là anh em nào tây mà tây nhỏ thì đeo hợp lý, còn anh em nam tây to mà tây 20 rồi đó. Tây rồi đeo, bắt đeo những con size mà tầm 26, 27, 36, 37 đó. Ok, một con automatic rất đẹp, 4 triệu 200. Lên tiếp cho bác là một con auto nữa, con này của thụy sĩ nhé, con này là của thụy sĩ, con này là Longines automatic, dòng Longines Conquest. Đó, mặt vàng trái ti cực đẹp nha bác nhé, đó nhìn vàng nữa, nhìn mặt nó này nguyên bản nha, riêng nguyên bản một lần gấp 3 giờ, kim cọc cài đá đen nha, kim cọc cài đá đen. Đó, con này nhìn như là vàng, vàng đúc luôn, đáy nó là đáy đúc và nó bọc vàng toàn thân nha. Đây nha bác. Đó. Con này auto nhưng mà nó cực kỳ là móng. Đó, đáy nó đúc luôn. Đó, đúc vàng nó đấy. Đúc vàng nó như là một cái thoi vàng luôn. Nấm zinc nha, nấm lọc zinc. Nhìn như một cái thoi vàng. Nguyên bản nó, nguyên cái nước vàng còn mọc là chưa spa đánh bóng này đó. Đó. Quá đẹp. Longines Conquest automatic nhé, một lần gấp 3 giờ, riêng nguyên bản, đã lâu dầu cánh chính hoàn hảo nhé. Đấy, lên cho bác là một khó long dinh nữa, khó long dinh nha, khó này là khó linh kiện thôi nha, chứ không phải là khó dinh của hãng đó. Đẹp tuyệt vời nha bác, tuyệt vời luôn. Đây bác nhìn những cái chiếc đồng hồ tuyệt vời luôn, như một cái thoi vàng luôn, đáy đúc nha. Rồi con này thì size nó là 34 5, size ngang là 34 5 nha bác nhé, chưa tính nấm. Size 345 chưa tính nấm, 346 nha. Đó, chỗ 345 chưa tính nấm. Con càng nó là, con càng là 352. Đấy, tính cả nấm thì nó là 365. Đấy, quá đẹp. Con này thì chốt cho em là 8 triệu 700 nha. 8 triệu 700 nha bác nhé. Con Longines cực kỳ là đẹp. 8 triệu 700.
Đó, hàng chúng thì giấy và máy là máy auto nha, nóng zin luôn, khó đơn kiện, khó lòng zin 8,7 triệu. Rồi vừa rồi thì em lên cho bác là năm con đồng hồ cơ nam nha. Đấy, ba con là cơ cót, một con rung reo đấy, và hai con ô tô, hai con cót đó, hàng quá đẹp nha. Đấy, ngồi đồng hồ thì em bán cho tất cả bác là em bán cho các bác là hộp xe tích cốt đồng hồ luôn nha. Quá sử dụng những con đồng hồ ô tô hoặc là muốn trưng bày, các bác nhiều đồng hồ, các bác nhà nào nhiều đồng hồ đó, các bác mua cái hộp này về, con nào các bác không sử dụng các bác cho lên cái hộp xe này. À, nó sẽ xoay tự động tích cốt rồi ra bác để nó để bác để lâu nó khỏi bị bó dầu nha. Đấy, để lâu nó khỏi bị bó dầu đó, rất là tiện lợi nha bác nhé. À, và các bác đại nắp lại này, đại nắp lại nó bảo quản và chống bụi bác. Đấy, bảo quản đồng hồ cực kỳ là tốt nha. Đấy, hộp xoay đồng hồ cái hộp này thì nó gồm hai động và 6 tĩnh. À, hai động là hai bằng xoay, và hai bằng xoay này các bác để được là 4 chiếc đồng hồ nhé, còn và 6 tĩnh là 1 2 3 4 5 6, 6 cái dưới này thì các bác có thể để đồng hồ trưng bày. Đấy, đã đắp lại này cực đẹp nha. Con này thì nó có sẽ có chiều cao là 17 nha bác, chiều ngang là 31.5 và chiều sâu nó là 24 cm đó. Đó, rất là nhỏ gọn nha bác, và xài là xài điện trực tiếp nhé, xài điện trực tiếp điện 220V qua dây sạc. Ở ngoài đằng sau thì nó sẽ có hai công tắc này. Đấy, ngoài đằng sau thì nó sẽ có hai công tắc nha bác nhé, hai công tắc này, hai công tắc này thì để cho hai bằng xoay, các bác tắt công tắc nào thì nó sẽ tắt ngừng xoay công tắc đó này, các bác bật nó sẽ xoay lại, và ở bên này cũng vậy nhé. Đó, hộp thì nó được thiết kế là vân gỗ cực đẹp nha, con gỗ rất là sang trọng luôn bác. Đấy, nhỏ gọn cực đẹp, rất tiện lợi, và giá của nó thì chỉ có 1.800.000 thôi, giá chỉ có 1.800.000 thôi là các bác có sở hữu một bàn xoay sang trọng lịch lãm, cũng như là bảo quản đồng hồ cực kỳ là tốt nha. Đấy, các bác là chốt sản phẩm này thì alo em nha. Đấy, rồi mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp trong hôm qua số điện thoại là 0366487077 là 0393 10459 nha. Em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại ở những video sau nha.